Thông qua việc kết hợp các công nghệ và kỹ thuật sáng tạo, Thái Bình Lâu, Đài Nội Huế bừng sáng ảo diệu bởi các tác phẩm sắp đặt, mang đến cho người xem trải nghiệm được đắm chìm trong một vũ trụ kỳ ảo. Chương trình gala nối nhịp nghĩa tình TRT, hành trình 15 năm kết nối yêu thương, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình yêu thương đến với cộng đồng. Tháng hành động vì môi trường tại Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực với hàng ngàn lượt người tham gia bảo vệ môi trường, ra quân dọn dẹp, xóa các điểm nóng về ô nhiễm, góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh. Kính chào quý vị khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm qua những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, thứ hai, ngày 10 tháng 6. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, sau thành công của đêm hội ánh sáng Huế By Light vào năm ngoái, lần thứ hai, lễ hội ánh sáng và sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ánh sáng đến từ nước Pháp và kiến trúc di sản văn hóa Huế khai mạc tại khuôn viên của Thái Bình Lâu, Đài Nội Huế đã mang lại nhiều cảm xúc thăng hoa cho người xem. Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Viện Pháp tại Huế bà Sophia Masonave tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa cùng đông đảo công chúng và du khách. Gọi gọn trong khuôn viên của Thái Bình Lâu, nơi nghỉ ngơi, vãn cảnh và đọc sách của nhà vua, không có lời bình, thuyết minh hay nghệ sĩ trình diễn. Lễ hội ánh sáng hoàn toàn là một cuộc giao chơi tự do và phóng khoáng của người dân và du khách giữa khu vườn âm thanh ánh sáng, được bố trí một cách có chủ đích. Kéo dài khoảng 50 phút, chương trình lần lượt giới thiệu đến người dân, du khách Huế 12 tác phẩm sắp đặt của những nghệ sĩ đến từ nước Pháp. Điểm nhấn của các tác phẩm đó là sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng, âm thanh, màu sắc trên nền tảng là kiến trúc cung đình Huế và văn hóa truyền thống của Việt Nam. Ngoài ra, khả năng trải nghiệm và tương tác của khán giả đối với các tác phẩm cũng là một điểm đặc biệt tại lễ hội ánh sáng lần này. Tiếp nối thành công của Huế By Light năm 2023, lễ hội ánh sáng trong khuôn khổ của festival năm nay một lần nữa mang trở lại cố đô Huế một không gian đẹp mắt và đầy chất thơ trong khuôn viên của Thái Bình Lâu. Tại đây thì khán giả có thể thưởng thức một bữa tiệc ánh sáng kết hợp với nghệ thuật sắp đặt được thực hiện một cách công phu bởi những nghệ sĩ đến từ nước Pháp. Đây chắc chắn là một địa điểm check-in mà quý vị khán giả không thể bỏ lỡ khi đến với festival năm nay. Ở phía ngoài cổng thì đi rồi, nhưng ở trong Đài Nội thì là lần đầu tiên. Và đúng là buổi tối nó đẹp, huyền ảo hơn mỗi ngày. Một cái cảm giác gọi là nó có thể là bừng sáng khi mà một cái không gian hoàn toàn là tối hết. Và những giữa những cái đạo cụ mà truyền thống của Huế và những cái nền ánh sáng và âm thanh hiện đại. Tôi thì cũng rất mong muốn, tại vì để cho người Huế của mình cũng được trải nghiệm và cũng được biết được cái lễ hội ánh sáng nó sẽ là như thế nào. Lễ hội ánh sáng là thành quả hoạt động hợp tác giữa ekip Pháp và Việt Nam trong hơn một năm qua. Trong đó, đội ngũ AC3 Studio của Pháp đảm nhận công tác chỉ đạo nghệ thuật của sự kiện. Nội dung và giải pháp kỹ thuật sẽ được xây dựng cùng với đối tác Việt Nam trên tinh thần tham gia và chia sẻ kiến thức chuyên môn. Thành công của chương trình được kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác về khai thác du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản kiến trúc giữa hai quốc gia trong thời gian tới. L'intérieur de la citadelle, comme vous le dites, c'est je pense un vecteur. Chúng tôi nghĩ rằng việc đưa ra những loại hình du lịch khám phá di sản vào ban đêm đó là một tương lai đáng mong đợi của thành phố Huế. Nó sẽ đem đến cho khách du lịch không chỉ trải nghiệm hoàn toàn mới, đem đến những cảm nhận mới cho những di tích vốn đã quá đổi quen thuộc đối với công chúng. Lễ hội ánh sáng sẽ mở cửa đón khách miễn phí từ ngày 8 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6, trừ các ngày mồng 9 và 12 tháng 6. Nhằm đảm bảo chất lượng trải nghiệm của khán giả, ban tổ chức sẽ quản lý số lượng khán giả mỗi đêm thông qua hình thức phát vé mời tại khu vực cửa Hiển Nhân, Đài Nội Huế trước thời gian diễn ra sự kiện. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa thành phố Huế và thành phố Sergy của Pháp, hôm qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố phối hợp với Trung tâm Hợp tác Quốc tế Viện Pháp tại Huế tổ chức hoạt động Ngày giao lưu văn hóa nghệ thuật Huế Sergy từ truyền thống đến hiện đại. Tham dự chương trình có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thế Đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Lê Nhật. Tại chương trình, người dân và du khách có dịp giao lưu với nghệ nhân phục chế đồ gốm, giao lưu hip hop giữa các nghệ nhân múa của Sergy tham dự Festival Huế và các câu lạc bộ nhảy hip hop của thành phố Huế. Ngoài ra, tại đây cũng trưng bày ảnh nghệ thuật Huế Sergy
từ truyền thống đến hiện đại, trưng bày và trải nghiệm tranh dân gian làng Sình, trưng bày diều và lồng đèn Huế. Chương trình được kỳ vọng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa Huế và Sơn Ghi của Pháp, dựa trên những nét tương đồng về đặc điểm văn hóa, lịch sử giữa hai thành phố, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội để thành phố Huế có điều kiện quảng bá hình ảnh, xây dựng, kết nối hợp tác, giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế, thúc đẩy phát triển du lịch đến với người dân Pháp và các nước châu Âu. Thưa quý vị, vào tối ngày 8 tháng 6, tại thành phố Huế đã diễn ra lễ hội Bia Huế với sự tham gia của 10.000 người đến từ các tỉnh thành khu vực miền Trung, tạo nên một bầu không khí sôi động mùa lễ hội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 do công ty Cashbird Việt Nam thực hiện. Chương trình là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng có sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam như Hiểu Thứ Hai, Tăng Duy Tân, Double 2T, DJ OC, MC Hoàng Rapper. Lễ hội thu hút khoảng 10.000 người tham gia, gồm người dân miền Trung, khách du lịch và khách mời. Lễ hội Bia Huế đã mang đến cho người dân Huế và du khách một đêm lễ hội đầy sôi động, hào hứng trước nhà thi đấu Hà Huy Tập. Chương trình vào cổng miễn phí, người dân và du khách muốn đến gần hơn với sân khấu và thưởng thức cả tiết mục đặc sắc, có thể tham gia chơi game tại khu vực con sóng khổng lồ hoặc mua sản phẩm tại khu vực gian hàng để săn vé fan zone, số lượng khoảng hơn 2.500 vé. Tại sân địa cân chánh Đại Nội Huế, 220 thực khách đã có cơ hội trải nghiệm ẩm thực cung đình Triều Nguyệt và thưởng thức các tiết mục tiêu biểu độc đáo nhất của nhã nhạc âm nhạc cung đình Huế trong chương trình Dạ Yến Hoàng Cung. Dạ Yến giới thiệu đến với thực khách 7 món ăn cung đình được chế biến và bày trí tinh tế, sang trọng do các nghệ nhân ẩm thực hàng đầu của Huế tái hiện như hồng trà khai hội, các món bánh đặc sản của Huế, tứ thời quân tù hay hoàng cung nấm tiện, được chế biến cầu kỳ như tôm sú tươi của Phá Tam Giang và Măng Tây, nấm hương và nước cốt gà, đặng sâm kê tiềm, cửu diêm phàng mệ, cơm muối hoàng cung, đường canh yến xào liên tình, món chai tổ yến chưng hạt sen tình tâm và bánh pháp lam tứ phương hợp sắc. Dạ Yến Hoàng Cung lấy cảm hứng từ cuộc sống cung đình xưa, đây cũng là cách mà ban tổ chức giới thiệu với du khách về văn hóa ẩm thực cung đình Huế, với đặc trưng là các món ăn được lựa chọn chất lượng cao, cách chế biến, trình bày tỉ mỉ và tinh tế, đúng theo tinh thần của ẩm thực cung đình. Trong không gian thơ mộng bên Phá Tam Giang, huyện Quảng Điền đã tổ chức khai mạc lễ hội sóng nước Tam Giang năm 2024. Đêm khai mạc đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và du khách về vùng đất và con người Quảng Điền. Đêm khai mạc lễ hội sóng nước Tam Giang năm 2024 với chủ đề Tam Giang sóng hát được dàn dựng công phu với các hoạt cảnh mang biểu diễn dựa trên 3 phần: ký ức Quảng Điền, hương sắc Quảng Điền, Tam Giang ngày mới, gợi nhớ truyền thống quê hương, tình yêu mảnh đất con người, yêu cuộc sống, yêu lao động. Đặc biệt, cả tiết mục nghệ thuật đều biểu diễn trên sân khấu nổi trên mặt nước và Tam Giang, càng làm cho đêm hội lung linh, huyền ảo. Hàng ngàn khán giả, khách mời được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của miền quê sóng nước bên Phá Tam Giang, Quảng Điền. Lễ hội sóng nước Tam Giang năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm nay, với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn và trải nghiệm bay dù lượn trên Phá Tam Giang, hội chợ thương mại, chợ quê Quảng Điền, trưng bày ảnh nghệ thuật, hội vật truyền thống, đua ghe trên phá và các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương. Đoàn công tác quân khu và tỉnh đã tiến hành kiểm tra phương án luyện tập thực binh diễn tập ứng phó với sự cố tràn dầu cấp khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập chủ trì buổi kiểm tra. Để đảm bảo cho cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, trong thời gian qua, các đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện tích cực luyện tập các phương án thực binh trên bộ, trên biển theo ý định đã đề ra. Mặc dù chỉ mới tập trung luyện tập thời gian ngắn, song các lực lượng cũng đã nắm vững nguyên tắc và xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống trong quá trình thực hiện ứng phó sự cố. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng trong thời gian vừa qua đã tích cực triển khai làm tổ công tác chuẩn bị và tổ chức tập luyện các phương án thực binh theo kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan ban ngành và các lực lượng trong thời gian tới cần tiếp tục ra soát lại mọi công tác chuẩn bị một cách chặt chẽ, chu đáo, nhất là tập trung huy động các phương tiện cần thiết để bảo đảm công tác diễn tập. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, đồng thời tập trung chỉ đạo các lực lượng tổ chức luyện tập các phương án thực binh chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024.
Cụ thể, vào sáng ngày 9 tháng 6, phường Phường Đúc, thành phố Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Tại lễ phát động, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 50 lá cờ cho tổ dân phố 3, phường Phường Đúc và tặng quà cho các em học sinh và các gia đình khó khăn. Sau lễ phát động, hơn 150 cán bộ đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tham gia thu gom rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt dọc theo tuyến đường Bùi Thị Cúc, phường Phường Đúc, thành phố Huế nhằm cải tạo cảnh quan môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của ô nhiễm rác thải. Trước đó, vào ngày 8 tháng 6, đồn biên phòng Lăng Cô và đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây đã phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn tổ chức chương trình chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, các hoạt động hưởng tuần lễ biển đảo, tháng hành động vì môi trường và ra quân làm sạch bãi biển. Thưa quý vị, những năm vừa qua, hưởng ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 và tháng hành động vì môi trường, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực với hàng ngàn lượt người tham gia bảo vệ môi trường, ra quân dọn dẹp, xóa các điểm nóng về ô nhiễm, thu gom chất thải rắn sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, nạo vét kênh mương tự động tại các tuyến đường thuộc các huyện, thành phố, qua đó góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh. Với thông điệp đường chạy xanh, biển trong lành, ngay từ sáng sớm, sự kiện Huế Plogging 2024 đi bộ nhặt rác tại bãi biển Thuận An, thành phố Huế đã thu hút 32 đội chơi với hơn 350 người tham gia, bao gồm người dân, du khách tại thành phố Huế. Người tham gia hóa thân thành các hiệp sĩ biển, thực hiện hoạt động chính là đi bộ nhặt rác gần 5 km dọc khu vực từ bãi biển trung tâm Thuận An đến bãi tắm cộng đồng của tổ dân phố An Hải nhằm xóa bỏ điểm nóng ô nhiễm rác thải tại khu vực này. Ngoài ra, người chơi còn trải nghiệm vượt qua các trạm thử thách, bao gồm giải cứu hải âu, giải cứu san hô, giải cứu cá voi và giải cứu rùa con, với các nội dung khuyến khích thực hành giảm thải rác thải nhựa và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kêu gọi người dân Huế và du khách khi đến Huế cùng nhau bảo vệ môi trường, giữ gìn hình ảnh xanh sạch sáng của thành phố Huế. Đồng thời, hy vọng phong trào đi bộ nhặt rác sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện mà còn tiếp tục lan tỏa trở thành thói quen của người dân xứ Huế, để Huế thực sự xứng tâm với danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN. Em đây là tham gia Huế Plogging là để giặt rác, để môi trường xanh sạch đẹp. Đây là một hoạt động mang đến nhiều ý nghĩa cho đoàn viên thanh niên và sẽ lan tỏa đến cộng đồng mạnh mẽ hơn. Và để cho Huế trở thành một đô thị xanh sạch đẹp thì đoàn viên chúng ta phải càng nêu cao tinh thần trách nhiệm mình càng cao để tuyên truyền cho bà con và chung tay để bảo vệ một môi trường xanh sạch đẹp. Em sẽ từ những hoạt động nhỏ nhất, ví dụ như là khi đi những cái quán cà phê ấy, thì thường thì em sẽ dùng, thay vì dùng những ly nhựa sử dụng một lần thì em sẽ dùng bình nước cá nhân. Và thay vì sử dụng, khi đi chợ thì sử dụng nhiều pin ni lông thì em sẽ dùng những cái túi giấy hoặc là những cái giỏ nhựa. Và sau hoạt động này thì em nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn trẻ và cũng là mọi lứa tuổi khác là lan tỏa được những cái tinh thần bảo vệ được môi trường hơn. Không chỉ thực hiện các hoạt động trong ngày Môi trường Thế giới, tháng hành động vì môi trường mà ngành tài nguyên và môi trường tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động ra quân đồng loạt hàng tuần vào sáng chủ nhật, đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường, phát quang bụi rậm, vệ sinh bờ biển, bóc tách quảng cáo rao vặt không đúng quy định, lập lại trật tự vỉa hè, lề đường, tổ chức trồng cây xanh ở nhiều khu vực, đặc biệt là công tác vớt, xử lý bèo đã được các địa phương ra quân trục vớt, xử lý, huy động mọi nguồn lực, lực lượng tại chỗ, phối hợp với các địa phương lân cận cùng tiến hành triển khai trục vớt bèo trên địa bàn, đảm bảo thông thoáng dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thuận lợi trong hoạt động giao thông đường thủy, phục vụ công tác phòng chống hạn mặn, bảo vệ sản xuất và phục vụ sinh hoạt của người dân. Công tác trục vớt, xử lý bèo lục bình đã được các địa phương lồng ghép kết hợp với việc thực hiện hàng tuần phong trào ngày chủ nhật xanh với sự tham gia của các cơ quan đoàn thể từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tổ, thôn và người dân đã ra quân vớt, xử lý bèo tại các sông, hói, ao hồ trên địa bàn, đạt kết quả nhất định để góp phần làm tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Nhân dân ở đây chúng tôi rất là vui là vì lực lượng đến đây làm phong trào để hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới thì rất là đông. Về bèo là nó thật ra là
chúng ta thấy ra ở dưới dòng sông nó sẽ gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta phải bảo vệ cái dòng sông cho nó khơi dòng sông cho nó sạch, giữ được cái sức khỏe của con người. Nên như là sáng nay là tất cả các lực lượng đã đến ở thôn này để vớt bèo ở nên sông, mang lại hiệu quả rất là lớn. Nhiều kế hoạch, nhiều chương trình hàng năm để có cái chỉ đạo, thì kết quả thì như các bạn đã biết, đấy, một loạt các cái sự kiện, một loạt các cái chương trình, một loạt các cái kế hoạch liên quan đến bảo vệ môi trường, làm cho Huế xanh, sạch, sáng thì đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Cho nên kết quả mà chúng ta đã đạt được trong cái thời gian vừa qua là hết sức tích cực. Mong muốn rằng hệ thống chính trị, đặc biệt là bà con, người dân quan tâm và cố gắng hưởng ứng những cái phong trào như thế này để làm cho Huế ngày càng xanh, sạch, sáng, bảo vệ một môi trường cho chúng ta sinh sống được an toàn, hạnh phúc. Để duy trì thường xuyên công tác xử lý trục vớt bèo, xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường đạt hiệu quả, đồng bộ nhằm làm thông thoáng, tạo cảnh quan môi trường, khơi thông dòng chảy sông suối, kênh mương, ao hồ, nội đồng tại các địa phương. Trong thời gian đến, các cơ quan, địa phương, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân về việc tập trung các giải pháp đồng bộ để trục vớt, xử lý tình trạng bèo tràn lấp mặt sông, hói, ao hồ, lồng ghép với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường trong thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh, để góp phần chung tay xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố xanh, sạch, sáng, thân thiện với môi trường. Phần cuối của chương trình là cả hoạt động diễn ra trên địa bàn. Để góp phần triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, môn giáo dục công dân và môn giáo dục quốc phòng và an ninh, đánh giá thực trạng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông, sáng ngày hôm qua, Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, môn giáo dục công dân và môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong bối cảnh chuyển đổi số. Hội thảo đã nhận được 104 báo cáo của 159 tác giả là các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên các học viện, các trường đại học, cao đẳng và trường chính trị. Các bài viết đưa bám sát chủ đề về hội thảo và tập trung vào những vấn đề cơ bản như đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, môn giáo dục công dân và môn giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy môn học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong bối cảnh chuyển đổi số, đề xuất các biện pháp đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các cơ sở giáo dục đại học, kinh nghiệm quản lý, giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách giảng dạy môn đạo đức, môn giáo dục công dân, môn giáo dục kinh tế và pháp luật, môn giáo dục quốc phòng và an ninh trên cả nước, đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu chương trình sách giáo khoa phổ thông năm 2018. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 6, Trường Đại học Luật Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân ngành luật kinh tế và cử nhân luật khóa 44, niên khóa 2020-2024. Trong đó, cử nhân ngành luật kinh tế có 304 sinh viên, tỷ lệ sinh viên xuất sắc đạt 2,3%, loại giỏi đạt 35,2%. Cử nhân luật có 320 sinh viên, tỷ lệ xuất sắc là 4,7%, loại giỏi chiếm 38,5%. Khóa 44 tuyển sinh vào tháng 8 năm 2020, thời điểm dịch Covid diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới. Việc tuyển sinh và nhập học được tiến hành qua hình thức trực tuyến. Đến đầu năm 2021, sinh viên mới được trở lại trường học tập. Về kiến thức, các học phần được nhà trường bố trí theo kế hoạch, các giáo viên sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau giúp cho các sinh viên từ hiểu đến hiểu thông và bắt đầu có khả năng vận dụng vào thực tiễn lĩnh vực pháp luật. Về kỹ năng, các phương châm học đi đôi với hành, nhiều sinh viên tự nghiên cứu thực tiễn, tham gia tích cực vào các hoạt động thực hành luật cho cộng đồng, phiên tòa gia đình, phiên tòa lưu động, hoạt động tập sự, kiến tập, kỳ thực tập cuối khóa và những buổi kỹ năng do các luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên và rất nhiều chuyên gia thực tiễn từ các cơ quan tổ chức khác. Từ đó giúp cho sinh viên không chỉ rèn luyện về kiến thức mà còn rèn luyện cả về kỹ năng và trách nhiệm xã hội cũng như tư duy sáng tạo. Thưa quý vị, hơn 780 gia đình với những hoàn cảnh khó khăn khác nhau, gần 50 căn nhà ấm áp tình nghĩa đã được xây dựng, hơn 20 tỷ đồng cùng hiện vật của các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh đã được chương trình nội nghiệp nghĩa tình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế tiếp nhận và trực tiếp trao tận tay, kịp thời, đúng mục đích, đúng địa chỉ trong suốt hành trình 15 năm qua. Để cùng tri ân và lan tỏa các giá trị tốt đẹp về tình yêu thương đến với cộng đồng, vào tối ngày hôm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình gala nội nghiệp nghĩa tình hành trình 15 năm kết nối yêu thương. Chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cùng với đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp đồng hành cùng với chương trình.
15 năm qua, hơn 780 gia cảnh với những cảnh đời khác nhau được ống kính chương trình ghi lại. Gần 50 căn nhà ấm áp nghĩa tình đã được xây dựng lên từ mảnh đất đổ nát hay từ tấp liều tình toàn. Hơn 20 tỷ đồng cùng hiện vật của các đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã được chương trình Nối Nhịp Nghĩa Tình tiếp nhận và trực tiếp trao tận tay, kịp thời, đúng đích, đúng địa chỉ. Hành trình kết nối yêu thương đó không chỉ mang đến hơi ấm tình thương giữa con người và con người, tạo động lực cho chính những người nghèo vươn lên trong cuộc sống, mà còn lan tỏa những hành động ý nghĩa đến với cộng đồng, xã hội. Món quà gần 17 triệu đồng, số tiền mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Thành từ tôi vô cùng là biết ơn chương trình Nối Nhịp Nghĩa Tình, vô cùng biết ơn các nhà tài trợ. Và trong cái lúc mà bệnh tôi nặng cao điểm nhất thì lại là nhận được tiền của sự hỗ trợ rất kịp thời. Tôi cũng đi rất nhiều chương trình từ thiện, nhưng mà tôi đồng hành thường xuyên chương trình này hơn là vì tôi thấy chương trình này rất thiết thực mà đến tận tay người nghèo. Bởi là tôi ở xa mà tôi thấy chương trình đi là tôi nôn nóng để ra mỗi lần được tham gia chương trình này, vì trực tiếp mình hỗ trợ một phần nhỏ bé thôi nhưng mình cũng giúp được họ, mình cũng thấy vui. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương ghi nhận và đánh giá cao về ý nghĩa và sức lan tỏa của chương trình. Trong hành trình 15 năm, chương trình Nối Nhịp của đài TRT đã tạo dấu ấn đậm nét, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nối Nhịp Nghĩa Tình đến nay đã không còn là một cái tên của chương trình truyền hình thực tế, mà đã trở thành địa chỉ cho những tấm lòng thiện nguyện, những con người vì cộng đồng, xã hội. Gala kỷ niệm 15 năm Nối Nhịp Nghĩa Tình, hành trình kết nối yêu thương, mang lại không gian lắng đọng đầy cảm xúc qua những clip, phóng sự nhìn lại hành trình từ những ngày đầu chương trình phát sóng, phần giao lưu với nhân vật, phần biểu diễn của các ca sĩ khách mời. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương cho những đơn vị, doanh nghiệp và những cá nhân tập thể đã đồng hành cùng với chương trình và có nhiều đóng góp cho chương trình Nối Nhịp Nghĩa Tình trong suốt 15 năm qua. Dịp này, Hội đồng Hương Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng 20 phần quà cho 20 gia cảnh không may mắn mà chương trình Nối Nhịp Nghĩa Tình đã kết nối trong thời gian qua. Tập đoàn BRG tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, các đơn vị lữ hành, các đơn vị liên quan để giới thiệu sản phẩm du lịch Sun Golf. Sun Golf Golden Sand Golf Resort nằm bên bờ biển Vân Thanh, huyện Phú Vang, cách thành phố Huế 20 km, là sản phẩm du lịch golf của tập đoàn BRG, được thiết kế bởi nhà thiết kế sân golf số 1 thế giới Nicklaus Design, với chiều dài chuẩn thi đấu đỉnh cao 7.445 da. Nhà thiết kế Nicklaus đã kiến tạo nên sân golf kiểu lin ven biển với ý tưởng thiết kế thân thiện, hài hòa cùng thiên nhiên. Còn bây giờ là thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày làm việc mới nhiều năng lượng. Ngày 10 tháng 6 trên địa bàn tỉnh ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ dao động nhẹ với nền nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm từ 54 đến 78%. Xu thế thời tiết 4 đến 10 ngày tới, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, nên nhiệt độ tăng dần với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.